Ngày 31 tháng 3, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh làm hồ sơ điều tra vụ cháy ngôi nhà, đồng thời là quán cà phê đóng cửa trên địa bàn. Khoảng 12 giờ trưa, khói lửa bốc lên từ quán cà phê đóng cửa trên đường Tân Hương, phường Tân Quý. Phát hiện khói lửa, người dân xung quanh hô hoán, dùng bình cứu hỏa mini để chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bốc cao, lan ra ở các cục nóng máy lạnh, biến hiệu bốc khói dữ dội, uy hiếp một xe bán tải dừng đổ gần đó. Nhiều người hô hoán, tuy nhiên chủ xe không xuất hiện. Khoảng 20 người hô hào cùng nhau để xe ô tô tránh xa đám cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú điều động nhiều xe chữa cháy cùng với gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, hoàn toàn trong ít phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một số tài sản trong quán cà phê bị hư hại. Nguyên nhân đang được điều tra.